Thưa quý vị, hiện nay ngành nghề nông thôn mang lại nguồn thu nhập chiếm gần 50% tổng thu nhập của người dân. Không những thế, một số nghề chế biến nông sản còn làm tăng thêm giá trị sản xuất và góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Đáng mừng hơn là giờ đây, hầu hết người dân đều đã ý thức rất rõ giá trị của việc xây dựng thương hiệu nông đặc sản, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hiện toàn tỉnh có 92 làng nghề với 88 nghề, làng nghề chủ yếu tập trung vào các nhóm sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng. Trong đó có hơn 50% làng nghề, nghề truyền thống. Làng nghề truyền thống đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Việc khôi phục, củng cố và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống đã góp phần rất lớn trong thúc đẩy kinh tế cho người dân nông thôn và sự phát triển kinh tế địa phương. Với mục tiêu xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông đặc sản địa phương, thời gian qua, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã có nhiều chương trình xây dựng thương hiệu, nỗ lực trong xác lập nhãn hiệu cho các đặc sản địa phương, bởi việc xây dựng thương hiệu sẽ đưa lại nhiều lợi ích cho người sản xuất hưởng lợi trực tiếp và cả người tiêu dùng. Trong cái sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và hàng đặc sản của Huế, thì trong thời gian vừa qua chúng ta đã có nhiều tiến bộ, đặc biệt là về mẫu mã cũng như thị trường. Và bản thân doanh nghiệp cũng đã có nhiều nỗ lực phấn đấu trong vấn đề là triển khai cái quy mô sản xuất. Chúng tôi nghĩ rằng là về cái hàng mẫu mã bao bì cũng như chất lượng hàng hóa, chúng tôi đã có một cái chương trình và một cái làm bộ sưu tập. Cũng như qua đó rồi chúng tôi giới thiệu thêm. Khi mà chúng ta có được thị trường, có được sản phẩm thì chắc chắn các cái doanh nghiệp cũng hợp tác xã chúng ta mạnh dạn đầu tư hơn. Trong đó có nhiều đơn vị cũng tham gia như giúp đỡ cho các làng nghề đó, ví dụ như Sở Nông nghiệp qua chương trình nông thôn mới cũng như chương trình một xã một sản phẩm. Để các sản phẩm của làng nghề truyền thống, các đặc sản của vùng nông thôn đến được với đông đảo người tiêu dùng, ngoài sự chỉ đạo quan tâm của lãnh đạo các cấp ngành thì việc định hướng xây dựng, đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển các sản phẩm đặc sản của tỉnh là yêu cầu cấp bách để góp phần phát triển sản xuất, nâng cao giá trị các sản phẩm đặc sản nhằm chống lại các hành vi sử dụng địa danh gây tổn hại đến danh tiếng, uy tín vốn có của sản phẩm và để duy trì thị trường đã có, phát triển thị trường mới cho sản phẩm. Ngoài ra, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn cũng cần có những nhận thức và hành đồng trong xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Sau khi thì xây dựng xong xưởng Hà Thị Vân mới ăn được thì nó được rất nhiều cái. Thứ nhất là trong việc khai thác và chế biến, rồi cất trữ mật là nó bảo đảm. Về trước đấy là mật được khai thác khô và thô, không được hạ thủy phân thì thời gian để không được lâu là mật nó sẽ hỏng. Bây giờ là hạ thủy phân xuống được chuẩn thì mật để thời gian được lâu. Cái thứ hai nữa thì tất cả các khuẩn nhớt bẩn ở trong mật ong đều được lọc ra hết, như vậy chất lượng mật ong nó cao hơn. Mục tiêu đến năm 2020, về cơ bản, hầu hết các sản phẩm hàng hóa đặc sản của tỉnh được xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Vì vậy, nâng cao nhận thức cho các cá nhân tổ chức về sở hữu trí tuệ, tạo dựng quản lý và phát triển thương hiệu về nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh đối với sản phẩm hàng hóa cho nông đặc sản của tỉnh là việc cần tập trung thực hiện. Khi các sản phẩm đã được công nhận thương hiệu thì việc tập trung xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, hình thành các thương hiệu sản phẩm hàng hóa đặc sản của tỉnh có khả năng cạnh tranh cao, bảo đảm chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của thị trường trong và ngoài nước sẽ góp phần trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.